xăng ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay anh mẹ tiếp tục lên sóng một mẫu xe Isuzu Highlander có năm sản xuất 2008, mang phiên bản số sàn, động cơ máy dầu một cầu, gầm cao máy thoáng, máy chất gầm chắc côn số ngọt, mang biển kiểm soát 37L8220. Hiện tại chiếc Isuzu Highlander đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Một mẫu xe gầm cao máy thoáng, máy chất gầm chắc côn số 1, trang bị la răng đúc 4 bánh này. Đấy, lốp dép thì khá là dày dặn các bác nhá, lốp dép rất là dày dặn luôn các bác này. Đấy, một mẫu xe phải nói rất đẹp các bác nhá, tư nhân một chủ sử dụng từ mới đây. Biển kiểm soát Nghệ An các bác nhá. Đấy, sơn xi thì ok rồi. Đấy, một mẫu xe gầm rất là cao các bác nhá, gầm cao này. Đấy, rất thích hợp với đường công trình, công trường mà đường rừng, đường đèo các bác nhá. Biển kiểm soát 37A biển Nghệ An. Đấy, một mẫu xe phải nói là rất là chất luôn các bác nhá. Đấy, mang phiên bản số sàn, động cơ máy dầu. Đấy, máy dầu thì rất là tiết kiệm các bác nhá. Đấy, lốp dép thì khá là ô sắc kê các bác này. Lốp dép thì rất là dày dặn các bác nhá. Hệ thống cua lốp này. Đấy, rất là đẹp luôn, không hề có hiện tượng mục mọt các bác nhá. Đấy, lốp dép thì mới cả dàn. Đấy, lốp mới cả dàn. Một mẫu xe đăng ký là 7 chỗ ngồi. Đấy, rất là rộng rãi luôn các bác nhá. Mà giá tiền thì chỉ có 238 triệu đồng. Vâng, 238 triệu đồng. Chắc các bác đã sở hữu một mẫu xe Isuzu Highlander. Đấy, sản xuất những năm 2008. Động cơ máy dầu, máy dầu một cầu. Đấy, một mẫu xe phải nói rất là đẹp các bác nhá. Hệ thống khung cánh cửa keo chỉ của xe. Đấy, khung cánh cửa này nguyên bản các bác nhá. Khung cánh cửa thì không hề có hiện tượng mục mọt cả các bác nhá. Đấy, không hề mục mọt này. Đấy, phần hốc bản này này. Đấy, bệ bậc lên xuống này. Đấy, nội thất ghế da màu đen này. Đấy, trần của nó là trần nỉ này. Trần nỉ nguyên bản theo xe các bác nhá, rất là đẹp luôn. Đấy, trang bị dàn điều hòa to các bác nhá, dàn điều hòa rất là mát luôn. Đấy, đây là phần hàng ghế thứ 3 này. Đấy, hàng ghế thứ 3 các bác nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, một mẫu xe Isuzu Highlander sản xuất những năm 2008, mang phiên bản số sàn với động cơ 2.5 máy dầu. Đấy, tất cả những cột kèo của xe nguyên đai nguyên kiện các bác nhá. Đấy, nguyên đai nguyên kiện các bác này. Đấy, vẫn còn là lớp da lỉ bên trong nguyên zin các bác nhá. Đấy, vẫn còn bên bọc lớp lỉ cột linh nguyên zin luôn. Đấy, táp đi rất là đẹp các bác này. Đấy, táp đi của xe rất là đẹp luôn. Bệ bậc lên xuống này. Đấy, rất là ô sở kê các bác nhá. Đấy, một mẫu xe Isuzu hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Tất cả những cái ốc áp bản nè. Đấy, các bác xem chưa hề động đến ca lê mở lết các bác nhá, chưa hề tháo rỡ luôn. Đấy, chốt khóa cửa đây. Đấy, hệ thống cột kèo của xe. Đấy, cột kèo zin các bác nhá, cột kèo zin luôn. Đấy, zin nguyên bản luôn các bác này. Đấy, zin nguyên bản luôn các bác nhá. Đấy, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước. Đấy, một mẫu xe phải nói là rất là ô đẹp luôn các bác nhá, rất đẹp luôn. Hệ thống táp lô của xe. Đấy, quả số phanh tay. Đây là phần bệ tì tay. Đấy, nội thất ghế da màu đen. Đấy, ghế da màu đen. Hai hàng ghế đằng trước các bác này, hàng ghế đằng trước các bác nhá. Đấy, lót sàn đầy đủ các bác này, lót sàn đầy đủ luôn. Đấy, tư nhân chính chủ và một chủ sử dụng từ đầu. Đó là một mẫu xe Isuzu. Đấy, Highlander các bác nhá, Highlander. Đấy, động cơ máy dầu. Đấy, số sàn. Đấy, cột kèo đinh tán zin, táp lô, táp ly cánh cửa này. Đấy, táp lô rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, hệ thống táp ly cánh cửa các bác này. Đấy, vẫn còn gai sần luôn các bác này. Đấy, con này là sản xuất 2008. Mà giá tiền thì chỉ có 238 triệu đồng. Đấy, bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này mua về công trình, công trường, đường rừng, đường đèo ok các bác nhá. Tất cả những cái khung cánh cửa này. Đấy, coi xem không hề có hiện tượng mục mọt luôn. Đấy, sơn xi led căng. Đấy, đăng ký là 7 chỗ ngồi. Đấy, tích hợp xi nhan báo rẽ trên gương.
Đấy, gương kính chỉnh điện. Đăng kiểm thì còn đến tháng 3 năm 2022. Hệ thống lốc của xe này đó, rất ô sở kề các bác nhé. Đây là phần quả lốp, quả lốp có đằng trước bên phụ các bác nhé. Đấy, lốp dép thì khá là dày dặn luôn. Đấy, lốp dép rất là dày dặn các bác nhé. La răng đúc 4 bánh này. Đấy, một mẫu xe. Đấy, gầm cao máy thoáng này, máy dầu 1 cầu. Đấy, phiên bản số sàn động cơ 2.5. Đấy, với giá tiền 238 triệu đồng. Bên em có bao rút hồ sơ cũng như hỗ trợ vận chuyển trên mọi miền tổ quốc cho các bác. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này cứ alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Đấy, 4 quả lốp của nó rất là dày các bác nhé, rất là dày luôn. Mua về chỉ việc đổ dầu mà sử dụng các bác nhé. Đấy, tất cả hệ thống cua lốp này đó, ôi sao kê luôn, không hề có hiện tượng mục mọt các bác nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Lốp dép thì mới cả da. Đấy, lốp mới cả da. Một mẫu xe phải nói là ô sở kê, rất là đẹp luôn. Đấy, ghế da trang bị màu đen, ghế da màu đen quý vị và các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn này. Cái bệ bạc lên xuống này. Đấy, tất cả những cái hệ thống cột kèo của xe nguyên đai nguyên kiện các bác nhé. Đấy, cột kèo nguyên đai nguyên kiện luôn, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ các bác nhé. Một mẫu xe tư nhân một chủ sử dụng từ mới, đó là một mẫu xe Isuzu Highlander sản xuất 2008 với giá tiền 238 triệu đồng. Đấy, các bác mua về chạy công trình công trường, đường rừng đường đèo ok luôn. Đấy, công trình công trường hoặc chạy gia đình đều được các bác nhé. Còn đây là phần quả lốp của đằng sau bên lái các bác nhé. À, lốp dép của nó khá là đẹp luôn. Đấy, lốp dép rất là dày dặn, na răng đúc 4 bánh này. Đấy, đây là phần quả lốp sô cua này. Đấy, lốp sô cua các bác nhé. Đấy, lốp sô cua này. Sau đây em sẽ đi vào phần gầm đằng sau xe cho các bác xem nhé. Đấy, con này thì phải mở bằng chìa khóa các bác nhé. Đấy, phải mở bằng chìa khóa này. Em lên lấy chìa khóa mở các bác nhé. Đấy, cốp sau xe này. Đó. Phần máng nước này. Đấy, tất cả cái đinh tán này. Đấy, đinh tán nguyên bản các bác nhá. Đấy, tất cả đinh tán nguyên bản luôn. Đấy, nguyên zin các bác nhá. Hai bên các bác này. Đấy, ốc ác này. Phần táp ly của lắp cốp này. Đấy, khung cánh cửa này. Đấy, keo chỉ các bác nhá, khung cánh cửa này không hề mục mọt luôn. Đấy, một mẫu xe Isuzu Highlander sản xuất những năm 2008, mang phiên bản số sàn động cơ máy dầu gầm cao máy thoáng. Đấy, đây là phần gầm của xe này. Đó, gầm bệ này rất là đẹp các nhá, không hề mục mọt luôn. Đấy, gầm bệ sáng quắc 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 các bác này. Đấy, không hề một chút mục mọt nào các bác nhá. Đấy, phải nói rất là đẹp luôn. Sản xuất 2008. Đấy, đây là phần táp ly của cánh cửa của đằng trước bên lái các bác nhá. Đấy, táp ly cánh cửa này âm thanh cực hay luôn. Keo chỉ các bác này. Đấy, hệ thống khung cánh cửa này. Đấy, khung cánh cửa các bác nhá. Ốc ác bản này này. Đấy, hệ thống bật lên xuống các bác nhá. Hệ thống tem mát từ ngoài sản xuất này. Đấy, chốt ổ gập khóa này. Đấy, hệ thống cột kèo của xe các bác nhá, zin nguyên bản luôn. Đấy, gương kính chỉnh điện này.
táp ly thì vẫn còn gai sần khá là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, táp ly của xe vẫn còn gai sần rất là đẹp luôn. Sau đây em sẽ tiến sâu vào bên trong nội thất cho các bác xem nhé. Vâng, đây là phần bô lăng của xe này. Bô lăng của nó là bô lăng 4 chấu các bác nhá. Sau đây em sẽ để lỗ máy lên này. Đấy, máy thì búng cái lỗ ngay các bác nhá. Máy búng nhẹ cái lỗ ngay. Phần táp lô này. Đấy, táp lô của xe các bác nhá. Điều hòa này, em đóng điều hòa các bác này. Ấn AC này. Đấy, điều hòa rất là mát luôn. Phần là quả số này. Phanh tay này. Đó, xi nhan báo rẽ này. Đấy, gạt mưa này. Đó, hoạt động rất là ok các bác nhé. Phần là kính lên xuống này. Trần của nó phải nói là trần nỉ rất là đẹp các bác nhá, trần nỉ rất là đẹp luôn này. Đấy, chắn nắng này. Đấy, màn hình cam lùi trên gương các bác nhá, màn hình cam lùi cam hành trình trên gương. Đấy, chắn nắng hai bên đầy đủ luôn. Đấy, số má rất là ngọt ngào các bác nhá. Đó, số má rất là ngọt ngào này. Đấy, ok luôn các bác nhá. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe máy dầu sản xuất 2005 một cầu thì cứ alo trực tiếp cho em. Đấy, alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865. Gương điện các bác nhá, gương điện này. Đấy, gương chỉnh điện rất là trơn tru luôn các bác nhá, hai bên các bác này. Đấy, đầu đài này, đầu đài các bác nhé. Đấy, con này chưa có màn hình, con này là màn hình cam lùi trên gương các bác nhé. Còn bên dưới là đài các bác nhé. Đó, sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy cho các bác xem nhé. Về chỉ việc đổ dầu mới sử dụng quá nhá, tất cả những cái đinh tán đang giật này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, chủ có 238 triệu đồng. Đấy, máy móc này không hề có hiện tượng dầu chi. Máy nổ còn tan. Đây là
phần hệ thống nóc cabo. Đấy, lớp đỉnh của nó nguyên zin này, tem mát từ máy sản xuất này. Đấy, nguyên bản là của máy các bác nhé. Đấy, một mẫu xe Isuzu E-Lander sản xuất 2008, động cơ máy dầu, số sàn gầm cao máy thẳng. Máy thì rất là hồ sơ kê luôn. Dạ vâng, ô tô cũ còn hiện có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Em vừa quay tổng hợp một mẫu xe tội Isuzu Highlander sản xuất 2008, mang phiên bản số sàn, động cơ máy dầu, một cầu gầm cao máy thoáng. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 238 triệu đồng. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video lần sau ạ.